Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là phần chân sạc của Samsung Galaxy A52s đang ở chờ thay mới để di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc pin trên Samsung Galaxy A52s lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Samsung Galaxy A52s nói chung và chân sạc của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều khiển đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD tới ship chân sạc của Samsung Galaxy A52s đến tận địa chỉ vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về chân sạc của Samsung Galaxy A52s, dịch vụ thay mới chân sạc của Samsung Galaxy A52s, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để được kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn quý bạn đã xem video để di động cao cấp.vn. Chỉ cung cấp link phụ kiện để chỉ nhận sửa Samsung Galaxy A52s hàng đầu này.